Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe tùy bút Biết Sống, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Anh Chi, được phát trên kênh IQ Radio. Chị kể hồi ở Sài Gòn hay tới một quán cháo dịch ngon muốn xỉu, nhưng tới hơi trễ một chút là phải chịu bụng đói mà ra về. Bởi quán chỉ bán đúng 6 con dịch, không thêm không bớt. Khách có kỳ kèo hay đòi nằm giả thì cũng chỉ nhận được nụ cười, chịu khó mai quay lại. Hỏi khách quá chừng đông sao không bán thêm? Chú chủ quán cười, nhiêu đây là đủ, nhưng đủ cho cái gì thì chú không có nói thêm. Ngồi quán đó, chị nhớ cái quán bánh canh cua của má, nổi tiếng xóm hẻm hồi xưa. Mỗi ngày nấu đúng 72 tô, hỏi mà mua tô thứ 73 về làm thuốc thì cũng hên xui. Sáng dọn chưa ấm chỗ, dèo cái hết nồi bánh, bà dành cả thời gian còn lại của ngày để nằm võng nghe thái thanh, hoặc là dẫn con chó đi chơi dài xóm. Chó là tên của con dịch xiêm cồ. Sống như má mình không có phí cuộc đời, đâu có phải là giàu mới vui. Nhắc tới đó chị bùi ngùi, người ra thiên cổ lâu rồi, nhưng ký ức thì động đậy như người vẫn đi lại ở quanh đây. Chị nói người sống ung dung kiểu vậy giờ mỗi ngày một hiếm, nhưng không phải là không có. Họ đang ở đâu đó chừng như vô nhiễm với cơn khát tiền. Ở Hội An chị biết một quán nước nhỏ nằm dưới dàn cát đằng, cà phê ngon, trà gừng hết sảy, mà y bông 11 giờ là đóng cửa. Sau bữa trưa thì anh chị chủ dành thời gian đọc sách, nghe nhạc, chơi với mấy đứa cháu nhỏ. Nhiều sáng khách đông hết chỗ ngồi, nhưng sân thì vẫn để trống, cũng chẳng có kê thêm bàn. Sân là khoảng thở của ngôi nhà, không phải là chỗ để chen chúc bán mua lấy được. Nhắc mấy cái chuyện đó không phải nói khơi khơi, mà chị đang nhắn cái thằng em thời cào hốt này vẫn còn những người biết sống. Vì tuần sau là giỗ má, vì thằng em vừa chặt cái cây khế, cơi thêm một tầng lầu, chồm lan can ra che gần hết lộ hẻm. Nó nói không lấn được phần đất thì lấn trời. Tiền xây nhà nó kiếm được từ quán bánh canh má để lại, mở bán từ sáng sớm tới khuya. Nó thuộc cái kiểu mà được 13 đồng thì phải kiếm thêm 7 đồng cho chẳng 20. Giàu cái đã, chuyện khác tính sau. Cũng là con của má, nhưng tánh thằng em ngược một trời một vực. Tại sao bà chỉ bán 72 tô bánh canh? Bà giải thích rồi, nhiêu đó đã đủ lời để xoay sở trong nhà, lại còn dư chút đỉnh để dành khi bất trắc. Mấy chục năm, bà hài lòng với việc giữ gia cảnh của mình gói gọn trong hai chữ đủ ăn. Nhưng làm nhà giàu thì sướng hơn chứ má. Giàu nghèo gì thì cũng phải vui mới được. Chữ vui đó cũng mênh mông, với mỗi người nó có nghĩa khác nhau. Với bà chủ tiệm tạp hóa thông linh là buôn bán luôn tay, mặc cho dĩa cơm tấm khô queo và ly cà phê đá tan trắng nhợt từ hồi nào. Vui của ông chủ chuỗi cửa hàng điện máy là mở thêm vài chi nhánh mới. Của quán nhậu tăng ba là khách nào ra khỏi đó thì cũng sùng sình say. Hay với vợ chồng thằng em, không vui nào bằng nghe tiếng những tờ giấy bạc sột soạt lúc nửa đêm. Nhưng có những người như má, vui bởi được nằm thong thả nghe thái thanh hát, bể sầu không nhiều nhưng cũng đủ yêu. Vì nhà có cây khế chua quanh năm ra trái, chua tới con nít bụi đời cũng không thèm hái. Nhưng khế chua thì được cái trái lớn mọng nước, dài cánh khía sâu, má hái mớ trái chín vàng chất lên cái rổ tre cạn lòng là đẹp bừng lên bàn ăn ở trong bếp. Đó là ngôi nhà rất đẹp trong ký ức của con cháu. Không có hoa tươi, như bà nói là hoa chỉ đẹp khi còn nguyên cành nguyên gốc, nhưng nhà vẫn được trưng diện bằng những thứ ít ai ngờ tới. Cây rổ tre lúc nào cũng đựng cái gì đó, khi thì những trái muồng khô, lúc khác lại trái bàng. Không phải loại trái cây ăn được, chúng rụng đầy công viên, chỉ cần cúi lượm một chút là đầy rổ. Nhìn thấy cái đẹp trong thứ tưởng chừng như vô dụng, 100% chẳng phải người sống gấp sống nhanh. Mấy thứ trái thức cười trong rổ tre của má cũng là thứ mà chị nhớ. Vào buổi chiều nào đó ghé thăm ngôi nhà xiêu xiêu gần cửa gió. Sóng chài, buổi trưa vắng người, trên bộ giạc sau nhà có một nắm trái so đũa nằm trên cây mo cao. Hỏi thứ này ăn được sao?
Một thằng nhỏ cười, không đâu cô, con để dạy cho đẹp. Trưng ở sau nhà nên chắc chắn không gì khách, đẹp này là đẹp cho mình. Mớ trái gà chê dê nguýt nọ không phải được mang về bởi một phụ nữ nào, mà từ thằng nhỏ cháy nắng điên thui. Nghe thằng nhỏ nói, chị đoán sau này nó sẽ giác cây đờn đi ca tài tử. Sau một ngày đánh bắt mệt lả, nửa đêm về nó đứng ngoài hè một lúc lâu. Giờ hỏi sao không vô, nó nói trời nhiều sao quá, nhìn thêm chút nữa. Thằng nhỏ cũng có thể trở thành một anh giám đốc thiệt ngầu, nhưng mỗi cuối tuần anh tắt điện thoại, chở con ra đồng thả diều, ngắm bèo trôi sông. Đó là một người sẽ tận hưởng được nhiều vẻ đẹp trên đời, bất kể là giàu hay nghèo. Như má, một người đàn bà mà khi nhắc tên ai cũng buộc miệng kèm theo mấy chữ, sao mà biết sống quá xá. Cái khái niệm biết sống này cũng vô chừng, mỗi người mỗi kiểu, nhưng nhìn một lượt, chừng như người biết sống là biết đủ. Khi đó thì tham vọng thôi xôi réo, họ trọn lòng lắng nghe những tiếng thì thầm ở quanh mình. Nhưng đó không phải là kiểu sống mà vợ chồng thằng em chọn. Nó nói ai cũng tà tà vậy thì sao nước mạnh được. Mạnh là phải có tiền, nhiều tiền, rất nhiều tiền. Có tiền thì mua gì cũng được. Mua vũ khí, mua bằng hữu, không thiếu nợ và khỏi phải lấy đất đai ra trừ cấn nợ. Chị hiểu nó muốn ám chỉ chính sự gì đây. Cười, nói thì hay, bữa rồi có vài trăm ngàn tiền thuế mà kỳ kèo trả giá. Người giàu thì nhiều, mà đất nước thì vẫn nghèo là vậy. Tới cái nắp cống ngoài đường cũng bị lấy cắp, ai cũng dơ dét cho mình, sẵn sàng ôm tiền mà bỏ chạy. Hồi buổi chụp giật bắt đầu, ngó tiền lẻ nhét đầy tượng Phật, chị không nghĩ thời thế kéo dài như vậy, lâu đến mức không tin là mình chờ được đến ngày kết thúc. Sống trước sống sau cứ hớt hải. Nhỏ cháu chị mua sách dạy làm giàu về gối đầu giường. Dù ba nó nói cần gì đọc, chỉ cần chui vào cơ quan nhà nước, lên cao thì đường nào cũng giàu. Ngó mớ tựa rất kêu, kiểu như làm giàu không khó, 27 cách trở thành tỷ phú. Chị biết trong đó không có câu nào khuyên người ta biết thả lỏng, tắm mình trong mùi hoa ban đỏ trong đêm. Mùi hoa nhẹ lắm, hít thở nhanh không cảm nhận được. Chị chắc con nhỏ cũng có những cuốn sách chỉ cách người ta sống chậm, cách kháng cự lại lòng tham lúc nào cũng đói khát của chính mình. Ở hai bên con đường một chiều đi tới miền khuất mặt, nhiều thứ đẹp lắm, chạy nhanh, thở gấp thì không thấy được đâu. IQ Radio trân trọng cảm ơn quý thính giả đã đón nhận kênh. Mong quý vị tiếp tục theo dõi và đón nghe những bài đọc mới. Trân trọng.